Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho anh về đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luôn những cái bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào. Nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Lấy mấy cái máy này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nha. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện là tất cả mọi quân thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dung nhá anh em, nhìn nhá, dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn bằng sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng ngồi hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ mét rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả mọi quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được. Lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai chênh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi chơi là chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nhá. Thăng long villa nó bán được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài, anh em mua một cái bài giống hệt màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi 5-10 giây rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nhá. Bởi tôi cắt lá bài sới luôn anh em nhá. Những quân tăng năng hay quân bài nó cũng như thế anh em nhá, độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến hàng cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ ạ, không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này, và nó nháy đèn một cái. Sau hai hai màu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ không mà dùng nó thiếu, không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sóc thử cho anh em nha, anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả mọi quân, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi, cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không dùng anh em nha. Đánh 200 triệu Senko tứ không biết tứ đen hay tứ trắng, mở này tứ trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này anh em đi nhá, quân nặng được chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi. Dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu là lẻ, mở này không biết ba đèn hay ba trắng này, những em cô ta cùng tôi đánh sập luôn bảo vệ, mở này ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc ạ, tôi để ở ngoài để cho anh em nhìn được cái rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi đúc vào người tôi đánh thử luôn anh em nhá, cứ khoảng cách từ 2.5 mét ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nhá. Tiếp này anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy này báo không dung, tất nhiên nó là tứ tử rồi, không biết tứ tử đen tứ trắng, mở này vẫn là tứ tử trắng này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nhá. Người có thể sai chứ tôi khẳng định luôn, máy móc không bao giờ sai được anh em nhá. Những anh em thua tha cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp tôi dễ anh em nhá. Máy này không dung nữa, tất nhiên nó lại là tứ tử, đánh xong luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này tứ tử trắng lên tứ tử đen này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nhá. Kỷ niệm cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này, tôi khẳng định luôn cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nha. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi, đánh 5-5 triệu và sắp đôi, mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy vẫn báo không hai, tất nhiên sắp hai rồi, đánh 5-5 triệu và sắp hai, mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi, anh em đi nhá, anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi, còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết
địa phương anh em chưa còn gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình. Nhà mình có hai sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi vịt. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện, sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện, bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trả xong rồi. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây, không bàn là một chuyện sai. Chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này không bỏ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát dùng để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người dùng chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nhá. Máy báo dung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nhá, quân nào cũng được, bát đĩa nào cũng được anh em nhá, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Máy không dung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá. Chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá.
máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bạ sai bạ trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sấp 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này, nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em 1 cái, chẵn nó rung cho anh em 2 cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi tiếng rơi quân vị, nó thu âm được tiếng rơi nhé, và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Này, bát đĩa là không liên quan anh em nhé, này bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé, còn quân vị là không liên quan rồi. Tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn, này đĩa này, soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé, anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, anh em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đó, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy nó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ này anh em này, ba trắng này, chuẩn xác, nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này, ba đen nó sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc, ba trắng sóc tiếp này.
máy vẫn báo dung một này, vẫn là lẻ này, ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo dung hai này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó mày đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, một vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên nào đấy, cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này, vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì máy đều báo được hết nhá, quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi cũng có vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhước, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được. Vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này, vẫn là chắn này. Có chắn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chắn có lẻ thì máy nó mới bắt được quân vơi rơi quân vị và nó thu được tiếng rơi quân vị, nó mới báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chắn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sấp đôi tôi sóc tiếp này. Đây là chèn vị, đề vị, máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét quay đầu rồi. Nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nẻ này anh em này, vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy đều báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi tứ tử này. Đấy, chẵn này, tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này, vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha xa bò, muốn vào bò an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào, hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhưng cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nha. Anh em hiểu này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả.
lẻ nó sẽ tự khắc rung cái, sấp hai nó rung hai cái và tứ tử nó không rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp, nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nhá, ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá, tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi con tú đi anh em nhá, đây sới chơi con tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nhá. Tôi chuyện bất cười đúng cái màu giống của nó nha anh em nhá. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét giữa hết về nó sẽ rung anh em nhá, lẻ rung và sấp hai rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nhá. Đây 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi, anh em nhận diện ở nhà đi và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nhá. Rung là rung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người chỉ không mình tôi biết anh em nhá. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi quân thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi, anh chơi villa hay chơi quân đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nhá. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp hai sự chinh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trọng đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét giữa hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết đánh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử, mở này tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn mọi người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn này, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này không bạn sai ba trắng anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ sấp hai, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em yêu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bà sai ba đèn này anh em này. Bây tôi lại để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ số 2 nó sẽ rung hai cái để chinh lịch anh em này, ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài cũng được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi, độ chuẩn xác của nó là 98 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip.